Võ sĩ từng 7 lần vô địch thế giới môi thái Nguyễn Trần Duy Nhất cho rằng Forrest đi thách đấu là điều không tốt, nhưng đánh với Johnny Chính Nguyễn thì có cơ hội chiến thắng cao hơn. Nguyễn Trần Duy Nhất có biết gì về chuyện võ sư Forrest đi thách đấu ở Việt Nam hay không? Độc cô cầu bại Nguyễn Trần Duy Nhất nói, tôi chỉ biết thông qua mạng xã hội, ông ấy đi giao đấu với các trưởng môn nhân ở các câu lạc bộ, tôi tập luyện ở đội tuyển nên cũng không dành về người này. Xét về tinh thần võ thuật, một người thường đi thách đấu như Forrest từ năm ngoái đến năm nay Điều ấy có liệu tốt, có đúng tinh thần với người yêu võ thuật. Một người đam mê võ thuật sẽ không thích điều này. Nếu cần đấu thì phải là đấu đàng hoàng, có sự chứng kiến của mọi người, được nhà nước và pháp luật công nhận. Lúc đó hai bên đấu với nhau sẽ thoải mái và không bị kìm nén bất kỳ điều gì. Trong trường hợp ra vẻ chứng minh mình có võ để đến các lò võ người khác đánh, người chơi võ chân chính không thích về điều này. Forrest gây xôn xao làng võ Việt với nhuận thách đấu nhiều người. Đặt trường hợp cụ thể hơn đang được quan tâm trong mấy ngày nay, nếu Forrest đánh với Johnny Trí Nguyễn thì ai sẽ mạnh hơn? Tôi nghĩ Forrest sẽ mạnh hơn Johnny Trí Nguyễn. Lý do gì để duy nhất đánh giá Forrest sẽ giành chiến thắng? Điều thứ nhất, Johnny Trí Nguyễn là võ thuật điện ảnh, chuyên về đóng phim, đòn thế đẹp. Điều thứ hai, tôi chưa thấy trận đấu nào ngoài đời của Johnny Trí Nguyễn nên chưa thể đánh giá là một võ sĩ thực chiến. Điều thứ ba, Johnny Trí Nguyễn bây giờ cũng ít tập, sợ không có sức đánh. Johnny Chí Nguyễn cũng không có kinh nghiệm thực chiến bằng Forrest. Trong khi đó Forrest ngày nào cũng luyện các đòn thế của mình, vì vậy so sánh giữa hai người thì có sự khác biệt. Tức là Johnny Chí Nguyễn kinh nghiệm thực chiến không bằng Forrest đúng không? Theo quan điểm cá nhân, tôi cần chứng kiến một người nào đó thi đấu và đánh giá thế nào mới biết được, thế nên tôi không thể chắc chắn. Tuy nhiên trận đấu này diễn ra thì tôi nghĩ phần thắng sẽ nghiêng về phía Forrest. Pierre Fangsa Forrest, cái tên từng gây xôn xao làng võ Việt trong năm 2017, vị võ sư người Canada, hạ hai võ sư Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh tại Hà Nội. Sau đó ông Forrest bay vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm gặp trưởng môn Nam hình đạo Huỳnh Tấn Kiệt. Đây là quãng thời gian mà võ sư người Canada được săn đón giao giết, cũng như mong chờ đấu với Huỳnh Tấn Kiệt. Kết quả Forrest phải trở lại Canada mà không thể gặp Huỳnh Tấn Kiệt. Qua đó khép lại câu chuyện ồn ào nhất làng võ Việt trong năm 2017. Mấy ngày qua, Forrest từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh sau khi không được võ sư Tuấn Hạc nhận lời thách đấu, ông Forrest đã có cuộc nói chuyện với Johnny Trí Nguyễn vào ngày 27 tháng 2 và sau đó Forrest đã quay trở lại Canada, hẹn tháng 6 quay lại đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Không ít người đã chờ đợi một cuộc giao thủ giữa võ sư diễn viên Johnny Trí Nguyễn và chuẩn võ sư Forrest. Sau những lời qua tiếng lại trên mặt báo, chuẩn võ sư Forrest tin rằng đã có hiểu lầm giữa mình và johnny trí Chí nguyễn chính vì thế ngay từ đầu cuộc gặp gỡ flores lập tức vào thẳng vấn đề tôi nhớ anh từng phát biểu là không thích cách đánh của tôi rằng tôi nên dùng đồ bảo hộ phải đánh theo luật và tôi đã trả lời anh anh đã đọc câu trả lời của tôi chưa trước khi anh trở thành diễn viên anh cũng là người học võ chắc hẳn anh cũng là người yêu thích võ thuật nên mới tham gia những bộ phim đó phải không vậy là chúng ta có chung niềm yêu thích bộ môn này rồi tôi không muốn nghe qua những thông tin từ miệng người khác tôi muốn được trực tiếp gặp gỡ và trò chuyện với đối phương và cùng nhau làm rõ mọi chuyện và bây giờ tôi đã đến đây rồi johnny chí nguyễn chậm rãi trả lời tôi nghĩ là truyền thông luôn cố gắng tận dụng những thứ tiêu cực và thi thoảng họ còn làm lệch đi những lời nói nữa mọi người nói là những người yêu võ thuật bất kể là môn võ gì thì đều có chung niềm đam mê chúng ta đều cố gắng theo đuổi tình yêu của mình tuy nhiên có những người có niềm yêu thích nhưng lại chẳng bao giờ theo đuổi võ thuật anh biết đấy họ yêu thích nhưng lại không có cơ hội để theo đuổi võ thuật nhưng chúng ta thì có và chúng ta luôn theo đuổi môn thể thao này không khí trở nên thân thiện hơn hai bên cùng tỏ ra cởi mở và vui vẻ hơn hẳn johnny chính nguyễn nói về những triết lý võ thuật cùng các câu chuyện trong chặng đường theo đuổi võ thuật của mình khi cuộc nói chuyện kết thúc hai người bắt tay và ôm nhau như bạn bè những hiểu lầm lúc trước đã bị xóa bỏ thay vào đó là sự thấu hiểu lẫn nhau giữa hai người đam mê võ thuật các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Chuẩn võ sư Flores và võ sư diễn viên Johnny Chính Nguyễn đã có buổi trò chuyện vào chiều tối ngày 27 tháng 2. Lần thứ hai đến võ đường Liên Phong, chuẩn võ sư Flores đã gặp được Johnny Chính Nguyễn. Trái với không khí có phần nóng trước đó, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Họ kể cho nhau nhiều câu chuyện về cuộc sống cũng như chặng đường võ thuật của mình. Một trong những điều mà hai bên đồng ý thống nhất là tính thực tế trong võ học. Johnny Chí Nguyễn nhắc tới triết lý, võ thuật là hành động, không phải là lời nói. Còn Forrest thì tâm đắc với câu, hãy để cho bàn tay nói chuyện. Chuẩn võ sư Forrest rất ấn tượng với cú đá của Johnny Chí Nguyễn. Võ sư đến từ Canada bày tỏ mong muốn được xem Johnny Chí Nguyễn thực hiện lại động tác đó. Tuy nhiên nam diễn viên dòng ngói anh hùng lại khéo léo từ chối. Suốt buổi trò chuyện, Forrest khá thích thú với quang cảnh võ đường liên phong chuẩn võ sư phái vị xuân nam anh khen đây là nơi thích hợp để sống luyện võ và hiểu vì sao johnny trí nguyễn cảm thấy ung dung thoải mái đến thế trước khi chào tạm biệt flores còn vui vẻ chào hỏi và ôm lấy johnny trí nguyễn cao thủ đến từ canada hẹn rằng sẽ trở lại võ đường vào một ngày không xa quả thực cần phải khen flores vì trong số hàng ngàn võ sư cao thủ tại việt nam anh đã tìm đúng johnny để gặp khả năng lựa chọn đối thủ của anh quả thật cũng rất cao cường Tiếp theo tôi cũng muốn khen vì triết lý võ học mang tới Việt Nam. Hãy để cho bàn tay nói chuyện. Vâng, đây là một triết lý nghe rất thực tế, thực dụng. Võ học là chuyện của bàn tay, thậm chí là chuyện của cả bàn chân. Anh không nhớ thì tôi đành nhắc vậy. Khi trận giao đấu với võ sư đoàn Bảo Châu, anh đã để bàn chân của mình lên tiếng khá mạnh mẽ, dứt khoát dù đối thủ đã loạn choạng nằm sàn. Xin nhắc lại, đó là một trận đấu giao hữu thôi, không phải sàn đấu tự do MMA, nhưng bàn chân anh vẫn quyết không thu về rất may võ sư châu cũng là người luyện võ nên đã trụ được sau khi bàn chân anh lên gầm thêm nữa cũng phải kể về đôi tay của anh anh cũng để bàn tay của mình nói chuyện khá nhiệt thành sự nhiệt thành ra sao thì hãy nhìn vào đôi mắt tím bầm của võ sư châu sẽ rõ trận đấu giao hữu đó có vẻ anh chưa thấy đủ nên tiếp tục tìm đến vị võ sư già khác để bàn tay nói chuyện quả nhiên bàn tay của anh đã lại lên tiếng khiến ông võ sư già đó ngã chồng chiêng tuyệt vời chỉ trong một thời gian ngắn anh đã tìm cách để giao lưu học hỏi, trao đổi võ thuật bằng tay chân rất thành công. Nhưng anh biết không, những trận đấu giao hữu của anh đã tham dự đều là đấu chui mà không có được sự đồng ý cho phép của cơ quan chức năng Việt Nam. Tôi giả định một trường hợp xấu nhất nếu trong trận tỷ thí đó, đối thủ của anh không gượng dậy được, anh có biết mình sẽ phải đối mặt với tội danh nào không? Cơ quan chức năng hoàn toàn có thể truy tố anh về tội ngộ sát, thưa võ sư Forrest rất khỏe, rất to con. Năm 2017 có thể coi là năm thành công của anh, chỉ duy nhất có việc anh chưa thuận ý, đó là võ sư Phạm Anh Tuấn Tuấn Hạc, nhất định không chịu giao đấu. Forrest, anh luôn nói về việc giao lưu trên tinh thần thượng võ, nhưng khi nhắc đến Tuấn Hạc, anh lại rất hay sôi máu và u uất. Anh rất muốn tay đấu, muốn gặp lại đối thủ để phục hận. Thật tiếc người ta còn bận làm ăn và cũng chẳng có nhu cầu thi thố làm gì. Anh đang đến Việt Nam nhưng dường như không tôn trọng pháp luật Việt Nam vậy Tuấn Hạc đấu lại và anh chỉ thêm rắc rối. Fred anh biết không, ở đường phố của chúng tôi, bất cứ nơi nào anh cũng có thể gặp vài ba cao thủ. Những người này còn rất trẻ hoặc cũng không ít người đã già. Họ va chạm giao thông và xuất chiêu với nhau bất kỳ lúc nào có thể. Lẽ ra chuyện đó phải được giải quyết bằng lời nói thì cuối cùng lại phải tùng đến nắm đấm, quyền cước hoặc lưỡi lê dao găm để phân định với nhau. Chúng tôi chứng kiến những vụ tỉ thí này hàng ngày, hàng giờ trên đường phố họ xuất chiêu tàn độc và không nể nang gì hệt như cách anh tung cú đá thẳng vào mặt đối thủ của mình Fred, chắc anh cũng chưa biết chúng tôi đang đau đầu với vấn nạn bạo lực học đường nhiều trẻ em cả nam và nữ bây giờ đang sử dụng bạo lực đánh nhau vỡ đầu rách mặt các trận đánh nhau ở đường phố ấy chúng tôi cũng quay lại thành vòng tròn rồi quay phim phát trực tiếp rất giống các trận tỉ thí của anh đúng không có những đứa trẻ ở nước tôi đã bị bạn đánh cho cấm khẩu bị đánh tới sang chấn tâm lý và không dám đi học trở lại Chuyện một đứa to con khỏe mạnh, bắt nạt, đánh đắp bạn bè đâu có thiếu gì, cũng giống như cách anh lựa chọn đối thủ để giao đấu anh nhỉ. Forrest tới võ đường liên phong của Johnny Chí Nguyễn vào buổi trưa, nhưng không gặp và phải quay lại lần nữa vào buổi tối. Nói chung chúng tôi chán ngán chuyện bạo lực đánh đấm lẫn nhau, chúng tôi muốn có một môi trường sống yên bình. Người với người nói chuyện bằng lời hay ý đẹp chứ không phải bằng đôi tay. Năm 2017 anh đã từng thi đấu nhưng tưởng đã đủ rồi. Ai ngờ năm nay anh lại sang tiếp và truyền bá tư tưởng võ học là để bàn tay nói chuyện. Xin thưa với chuẩn võ sư Forrest, võ học không phải đơn thuần là để bàn tay nói chuyện. Võ học còn để giúp tu tâm dưỡng tính và để phòng vệ chính đáng, hoặc để giúp đỡ kẻ yếu thế khi đối mặt với cường bạo. Những cao thủ võ lâm thực sự họ đều hành xử chuẩn mực, không ai nghiêng ngang đi thách thức so kẻ nắm đấm sức lực với kẻ khác chúng tôi tự hào với nền võ học lâu đời về cơ bản người việt luyện võ không để thi đấu không để nói chuyện bằng tay mà dùng võ thuật để nâng cao sức khỏe luyện tinh thần ý chí để bảo vệ tổ quốc mình chúng tôi tự biết phải làm gì để phát triển võ thuật để mở rộng tầm mắt để du nhập những môn võ mới nhằm làm giàu cho võ thuật nước nhà anh hãy tự để những võ sinh của nam hình đạo họ hiểu được họ đang học thứ gì võ học cũng là biển học anh chưa biết tới võ công truyền điện thì đó là việc của anh đừng tự gánh lấy sứ mệnh phải làm sáng tỏ một điều gì đó. Anh cũng đừng tiếp tục đi giao đấu theo kiểu tự do không luật lệ, không đồng cân đồng lạng. Nếu đủ bản lĩnh khả năng, anh có thể đăng ký lên sàn đấu tự do MMA châu Á, nơi đó đâu thiếu cao thủ cho anh truyền bá tư tưởng võ học của mình. Ở đó tha hồ cho bàn tay anh nói chuyện. Lời cuối cùng xin anh hãy nhớ cho, Chí Nguyễn đã đồng ý tiếp anh. Tôi tin Chí Nguyễn là một người lịch thiệp hào hoa. Anh ta không ngẫu nhiên mặc một bộ quần áo ngủ sọc sạch như vậy để đón một người xa lạ. Hẳn nhiên, chỉ có thông điệp ý nhị muốn gửi tới anh. Hy vọng anh sẽ hiểu để không tiếp tục tìm kiếm, thách đấu và giao lưu như quãng thời gian vừa qua nữa. Nhưng nếu có một mục đích khác để gây sự chú ý, chẳng hạn, anh đã thành công. Thưa chuẩn võ sư Fred, một người luyện võ rất khỏe và rất to con. Nếu thấy video thú vị, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của chị.